Chào bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu đến bạn một bán đấu cực kỳ dài, dai và dài giữa hai danh thủ Triệu Vinh đại chiến danh thủ Thái Hữu Quảng trong giải tại Thần Bôn năm 2019. Theo như bên bảng bán đấu của hai kỳ thủ thì đã có hơn 400 nước. Nếu xem cho cuộc đại chiến này thì bên nào sẽ giành chiến thắng? Mời các bạn theo dõi video để biết kết quả.
Đến đây thì hai danh thủ bắt tay cầu hòa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến. Và đừng quên để lại bình luận, góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.